Nếu có 9 bí quyết này thì công việc kinh doanh của bạn sẽ thành công rực rỡ. Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Ngọc Trức. Tôi làm việc trong lĩnh vực kinh doanh khoảng 10 năm, có kinh nghiệm trong 10 năm kinh doanh điện thoại di động và sim số đẹp trên toàn quốc. Tôi là nhà phân phối điện thoại hàng đầu của tỉnh Quảng Ninh. Ngày hôm nay tôi xin chia sẻ cho quý vị 9 bí quyết để bất kỳ ai cũng có thể vận dụng theo và kinh doanh thành công. Thứ nhất là chúng ta có một cái thái độ yêu thương khách hàng của mình, yêu thương những bạn hàng của mình, tạo niềm tin cho người ta với mình để người ta có ấn tượng về mình. Trong khi đối diện với đại lý của mình, với khách hàng của mình, chúng ta phải có một cái tâm thế là thật sự vui mừng, vẻ mặt lúc nào cũng phải tươi cười, có đúng không ạ? Mình đến với người ta, mình giao tiếp với người ta, mình bán hàng cho người ta, lúc nào vẻ mặt mình cũng phải tươi cười thì người ta mới nhận được một cái sự tin tưởng nhất định đối với bạn. Bước thứ ba là tạo cho người ta một tâm thế thật là bình an. Khi người ta nhập hàng của mình, phải tạo cho người ta sự tin tưởng hàng của chúng tôi là hàng chuẩn, hàng bảo hành chính hãng 1 năm. Tạo cho người ta một cái niềm tin vững chắc ở mình. Người ta hoàn toàn tin tưởng vào mình, người ta đặt niềm tin vào mình. Mình là người cung cấp sản phẩm và người ta tin tưởng ở mình. Đại lý họ tin tưởng vào nhà phân phối và họ đã truyền lửa từ truyền cái chất lượng sản phẩm đến cho người tiêu dùng và người ta tin tưởng, yêu thương, vui mừng, bình an. Một bí quyết nữa là bí quyết thứ tư, đó là nhịn nhục. Khi đại lý họ không hài lòng về một sản phẩm đó, có sự hiểu lầm với nhau, chúng ta nên bình tĩnh xử lý, không nên nổi khùng với đại lý, tạo cho người ta một cái thoải mái nhất. Chỉ vì sự hiểu lầm giữa đấy là chúng ta đã làm mất đi đại lý khách hàng của chúng ta. Đấy là ý thức nhịn nhục, là ý thức rất là quan trọng trong cái 9 bí quyết kinh doanh để thành công. Bí quyết thứ 5 đó là nhân từ. Trong bất kỳ công việc kinh doanh nào cũng vậy, chúng ta đều phải nhân từ, đều phải thật sự là hiền lành, tạo niềm tin với đại lý. Bí quyết thứ 6 là hiền lành, không gây căng thẳng với đại lý, tạo niềm vui và sự tin tưởng đối với người ta. Bí quyết thứ 7 đó là chính trực hay là trung tín gì đấy. Mình phải thật lòng với khách hàng, tin đạo, tạo niềm tin tưởng cho khách hàng, không bao giờ được gian lận với khách hàng, không bao giờ được lấy tiền thừa của khách hàng. Một sự bất tín, vạn sự bất tin, phải không ạ? Bí quyết thứ 8 đó là nhẫn nại. Bí quyết thứ 9 đó là tiết độ. Chúng ta làm việc thì phải có thời gian nghỉ. Một tháng là phải được nghỉ 4 ngày chủ nhật theo quy chế của mọi người. Nếu video của tôi hay, mọi người hãy bấm like, bấm nút đăng ký để chia sẻ cho chúng tôi, để mọi người cùng thành công như các bạn, được không ạ? Xin cảm ơn mọi người. Hẹn lại gặp lại video lần tiếp theo.